Chiều nay, đội tuyển Karate Đông Timor là đội tuyển nước ngoài đầu tiên đã đến Ninh Bình chuẩn bị cho SEA Games 31. Công tác đón tiếp đoàn đã được tổ chức tận tình, chu đáo, thể hiện sự mến khách của người Ninh Bình. Từ sân bay quốc tế Nội Bài, đoàn di chuyển về khách sạn Zurich. Đội tuyển Karate quốc gia Đông Timor đã được Ban tổ chức SEA Games 31 của Trung ương và Ban tổ chức SEA Games 31 của tỉnh đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, bố trí phương tiện di chuyển một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đối với Ban tổ chức SEA Games 31 của tỉnh đã phân công cán bộ và lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn giúp đỡ các đoàn thể thao quốc tế trong thời gian tham dự SEA Games tại Ninh Bình. Đội tuyển Karate Đông Timor tham dự SEA Games 31 gồm có 2 vận động viên và 1 huấn luyện viên. Tại khách sạn Zurich, đoàn đã được cán bộ y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. Môn thể thao Karate của SEA Games 31 diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5.